Ờ, thưa sư, có phải bây giờ ở trên thế giới chỉ còn nhị bảo là pháp bảo và tăng bảo? Vì thế tôn không còn trên cõi đời này nữa, ngài đã nhập niết bàn nên không còn Phật bảo nữa phải không? Như ngài cũng có nói, ai thấy pháp là thấy ta, ai thấy ta là thấy pháp. Vậy thì pháp và Phật không tách rời và không khác biệt nhau hả sư? À, cho dù đức phật đã nhập niết bàn rồi đó thì tam bảo vẫn còn ở thế gian đức phật nếu như chúng ta nghĩ về đức phật như là một cái tấm thân tứ đại thì nó rất là uổng à, mặc dù không phải là không thể nhưng mà như vậy thì nó uổng lắm à, Tại sao sư nói như không phải là không thể? Bởi vì sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì xá lợi của Ngài vẫn còn. Nó là cái bằng chứng. Đó là bằng chứng cho cái việc một vị chánh đẳng giác từng xuất hiện ở thế gian này. Do vậy, đó những vị đảnh lễ bảo tháp xá lợi thì được vô lượng công đức. Ví như có một vị Thánh A-La-Hán ở tiền kiếp á Ngài từng làm một việc đó là Ngài quét dọn bảo tháp xá lợi và khi có con bò, con dê, con này con kia đó, con khỉ rồi nó đến nó phá phách và nó phóng uế thì Ngài đuổi đi. Thì do cái lòng mà bảo vệ bảo tháp xá lợi như vậy đó. À, đến thời kỳ Đức Phật hiện tại, khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài đứng chăm sóc Đức Thế Tôn mà những cái vị chư thiên họ không thể nào nhìn xuyên qua cơ thể của vị A La Hán này được. Cho nên Thế Tôn bảo vị này hãy đứng qua một bên. Đấy. Bởi vì chư thiên với cái thiên nhãn của họ, họ có thể nhìn thông suốt tất cả mọi nơi, có thể nhìn xuyên qua tất cả mọi nơi, nhưng mà họ không thể nhìn xuyên qua thân thể của vị này do cái phước vị này đã từng À, bảo vệ bảo tháp xá lợi. Nếu như mà quý vị xem á Đức Phật à, là ở cái tấm thân tứ đại thì quý vị có thể à, nương từ cúng dường à, và hướng tâm về bảo tháp xá lợi. Tuy nhiên cái mà Đức Phật cần à, nói đến đó là gì? Đó là những cái lời dạy của Đức Thế Tôn, những ân đức của Ngài, những lời dạy của Ngài cái uh, mình gọi là cái di sản mà ngài đã để lại giống như trường hợp khi mà ngài uh, xá lợi phất ngài vừa mới viên tịch ấy, thì ngài a na Ngài đau buồn đức phật mới hỏi thế này anh anh đa uh, xá lợi phất đã viên tịch thì uh, những cái đặc tính tốt đẹp uh, của uh, xá lợi phất uh, có mất đi hay không thì Ngài Ananda nói Dạ không Bạch Thế Tôn Đấy. Thì như vậy đó Dù cho Đức Thế Tôn đã viên tịch rồi Nhưng mà những cái ân đức của Ngài hứng, Thì uh, Nó vẫn còn Nó vẫn không có biến mất Đấy. Và những lời dạy của Ngài Vẫn còn ở đây Chúng ta nhớ nghĩ đến ân đức của Phật Nhớ nghĩ đến lời dạy của Ngài Thì như vậy đó Phật bảo vẫn còn Còn cái mà Thiên Hạ nói là nhị bảo á đó là người ta không không phải là người ta không có uh, đề cập đến Phật bảo mà người ta nói là nhị bảo ở đây tức là người ta không có nương nhờ mấy ông sư nữa tức là không có nương nhờ tăng bảo đối với họ là họ chỉ có quy y Phật bảo và pháp bảo thôi họ không quy y tăng bảo nhưng mà đó là cái lời uh, giải thích của những người uh, chưa có thông minh bởi vì cái đối tượng tăng bảo mà quý vị nương nhờ trong tam bảo đó không phải là những cái vị phạm tăng mà đó là những vị thánh tăng trong cái bài spartibano đó tăng là có bốn hạng bốn đôi tám hạng đấy thì đó mới là tăng bảo như vậy thì những cái ông sư phạm tăng như vậy là cái gì có vai trò gì ở trong tam bảo thì các vị sư phạm tăng uh, là những người đại diện là những người đại diện uh, là những người um, biểu hiện cái tam bảo xuất hiện ở thế gian này nó giống như là khi quý vị đi vào ngân hàng uh, quý vị làm việc với những cái nhân viên ngân hàng thì có khi những nhân viên đó họ đâu có cần phải nắm giữ cổ phần cổ phiếu gì của ngân hàng đâu à, họ chỉ là những người làm thuê à, họ được trả lương một tháng bao nhiêu triệu đó nhưng mà họ đại diện cho ngân hàng không. quý vị không cần phải làm việc với những người à, nắm giữ quyền lực à, tối cao ở trong ngân hàng thì mới gọi là làm việc với ngân hàng cũng vậy khi mà quý vị tiếp xúc với những vị phạm tăng thì những vị phạm tăng này đã có vai trò là đại diện cho tam bảo khi mà chư tăng truyền tam quy ngũ giới cho quý vị không phải là chư tăng cho quý vị tam quy và ngũ giới mà là chư tăng đại diện tam bảo để truyền tam quy ngũ giới cho quý vị để bao gồm phật bảo pháp bảo và tăng bảo do đó đó cái những người mà có khái niệm nhị bảo đó là họ chưa có sự hiểu thấu một cách rốt ráo về tăng bảo còn cái việc mà Đức Phật nói ai thấy Pháp là thấy ta và ai thấy ta là thấy Pháp Thì nó giống như cái vai trò của cái cái máy phát nhạc Và cái loa và cái cái âm thanh từ cái loa đó nó phát ra Nếu như không có cái loa thì âm thanh không thể phát ra được Và cái loa và âm thanh đó, nó là nhân duyên để mà nương tựa lẫn nhau cho nên nhờ có Đức Phật cho nên mới có Pháp. Mà Pháp thì xuất phát từ Đức Phật. Thành ra đấy, đây là hai cái khái niệm Phật và Pháp có nhân duyên nương từ lẫn nhau. Nhưng mà nó khác biệt nhau chứ không phải là nó không có tách biệt ha.